Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Sexy Gaming. Trong cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tựa game đã được mong đợi nhất trong thời gian gần đây. Và cái tựa game này cũng đã là tuổi thơ của không biết bao nhiêu anh em ở đây rồi, đã được Blizzard hồi sinh. Đó chính là tựa game Diablo 2 Resurrected. Bây giờ mình xin mời anh em xem qua cái phần chọn nhân vật nha. Đầu tiên sẽ là nữ chiến binh của tộc Amazon. Cô nàng này tỏ ra rất mạnh mẽ trong cận chiến khi sử dụng các ngọn giáo của mình, và đặc biệt cực kỳ nguy hiểm khi sử dụng vũ khí cung. Cô nàng này chỉ có một điểm yếu duy nhất, đó là phải mang theo quá nhiều cung tên, dẫn đến không có nhiều chỗ để đồ. Nhân vật thứ hai đó chính là Assassin. Đây chính là một trong ba nhân vật nữ được ưa chuộng nhất trong game này, bởi vì cô là một chiến binh cận chiến nhanh nhẹn nhất trong game. Ngoài ra cô cận chiến còn mạnh mẽ hơn cả Amazon nữa. Nhưng mà cô cũng có một điểm yếu, đó chính là phụ thuộc nhiều vào trang bị. Nếu mà anh em không có trang bị mạnh á, thì anh em cũng rất là khó để phá đảo cái chế độ heo nha. Phù thủy bóng tối Necroman, một trong hai phù thủy trong game, có khả năng triệu hồi ra các bộ xương skeleton hay là các người đá golem để làm đệ tử của mình. Có thể ểm bùa đối thủ bằng cách sử dụng các phép thuật từ xương, như là dựng lên những bức tường xương hay là bắn ra những ngọn giáo bằng xương. Necroman là một sự lựa chọn hoàn hảo, việc của các bạn chỉ là đi nhặt đồ thôi, còn việc đánh quái đã có đệ tử lo. Tiếp theo chúng ta đến với một nhân vật có ngoại hình rất là hầm hố, đó chính là Barbarian. Nhìn sơ qua thì các bạn cũng đã thấy nhân vật này có rất là nhiều cơ bắp đúng không? Cho nên vì vậy anh ta là một nhân vật trâu nhất trong game này. Ngoài ra anh ta còn có khả năng hai tay cầm hai vũ khí hạng nặng mà không hề giảm uy lực. Và đây cũng là nhân vật được anh em yêu thích nhất. Ngày xưa thì 10 người thì hết 9 người đã muốn trải nghiệm cái nhân vật Barbarian này rồi. Tiếp theo đó chính là anh chàng hiệp sĩ thánh chiến Paladin. Đây chính là nhân vật mạnh nhất trong game này, công thủ toàn diện, nhưng mà không phụ thuộc quá nhiều vào trang bị cũng như kỹ năng, anh ta cũng có thể dễ dàng vượt qua cái chế độ heo trong cái game này. Đến với nhân vật phù thủy thứ hai trong game này, đó chính là cô nàng Sasha. Cô ta là bậc thầy trong việc sử dụng các nguyên tố phép thuật như là lửa điện băng trong diện rộng. Các bạn có thể dễ dàng chọn các con quái. Nhưng mà cô ta cũng có một điểm yếu, đó chính là ở chế độ heo các con quái vật đã có chỉ số kháng nguyên tố, nên về cuối game cô ta có vẻ là yếu hơn một chút. Và cuối cùng là một nhân vật vô cùng thú vị trong game này, đó chính là anh chàng người thú, Druid. Khi mà anh ta là sự kết hợp của cả bốn nhân vật, anh ta có thể trâu bò như là Barbarian khi mà hóa thành gấu, có thể nhanh nhẹn như là Assassin khi mà hóa thành sói, có thể triệu hồi ra các con sói làm đệ tử của mình như là Necroman, và còn có thể điều khiển được pháp thuật lửa như là Sorcerer nữa. Đây là một nhân vật vô cùng thú vị nha. Hai nhân vật mà mình yêu thích nhất trong game này đó chính là Paladin và Necroman. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ chọn Necroman để bắt đầu cái game này nha. Các bạn hãy xem ngoại hình của nhân vật Necroman kìa, có vẻ như là rất là nhiều cơ bắp nhưng mà cũng có vẻ trông như là một bộ xương luôn. Một tạo hình rất là thú vị nha, mình cảm thấy rất là thú vị. Good day. Rồi ok, đây chính là ngôi làng quen thuộc, ngôi làng Streetrum. Đây chính là một cái trại tị nạn nhỏ ở trong ngôi làng Streetrum này thôi. Và xung quanh á đã bị yêu quái xâm chiếm hết rồi. Ok, chúng ta hãy đánh. Họ bắt đầu đánh những con quái đầu tiên trong game này. Rồi, tuổi thơ ùa về, nhớ quá nhớ quá. Wow, mới vô nó cho mình quá trời bình thuốc nổ luôn à. Những bình thuốc nổ này á rất là mạnh nha các bạn, nhưng mà đòi hỏi level 12 mới sử dụng được. Và bây giờ mình đã được cái level đầu tiên. Thì Necro mình có 3 hướng đi, các bạn có thể đi theo hướng Summon, đó là triệu hồi ra các bộ xương, thì các bạn hãy nâng Mask to Skeleton và chưa Explosion này. Hoặc là các bạn có thể chọn theo hướng đi Bone Necro, đó là nâng mát chưa Bone Spear và chưa Bone Prison. Hoặc là các bạn có thể chọn đi theo hướng độc, đó chính là nâng theo Potion Nova. Thì ở đây mình sẽ đi theo hướng Summon, đó là triệu hồi ra các Skeleton nha. Thì mình sẽ nâng mát cái chưa Skeleton này, sau đó Golem nâng một chiêu thôi, chủ yếu dồn vào hai chiêu này. Và chiêu Explosion thì về cấp 20 mấy mình sẽ nâng. Và ở bên cái bảng Curse này á thì các bạn chỉ cần nâng một điểm vào chiêu
Amplify và chiêu Iron Maiden. Chủ yếu là chiêu Iron Maiden, các bạn lấy cái chiêu này để phản đam lại. Còn về nâng điểm thì mới vào các bạn có thể nâng vào 25 điểm Strength, còn bao nhiêu điểm các bạn có thể dùng vào máu. X và Strength tiếp theo các bạn có thể nâng để đủ để mặc đồ thôi, còn bao nhiêu là dùng vào máu. Không một điểm nào dùng vào năng lượng nha các bạn. Thì cái nhiệm vụ đầu tiên của mình đó chính là diệt hết tất cả các quái vật trong cái hang động tên là Den of Evil. Tất cả các quái vật các bạn, không chừa một con nào cả. Đây là những con quái cuối cùng trong cái hang động Den of Evil này rồi. Khi mà diệt hết những con quái này á, thì mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Đó, cái hang đã phát sáng rồi, mình sẽ về nhà nha. Is that enough to earn the rogue's trust? Và trả nhiệm vụ cho cái bà Akara này nha. Cái nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta đó là tìm cô nàng Blood Draven và tiêu diệt. Biết cô nàng này đó chính là một trong những thành viên của hội Silent Eye. Cô nàng này thì cũng là bảo vệ cái ngôi làng này thôi, nhưng mà đã bị sức mạnh của Dark Wanderer. Dark Wanderer đó chính là nhân vật mà đi lang thang, anh ta đi tới đâu thì quái vật xuất hiện tới đó đó các bạn. Đã bị sức mạnh của anh ta tha hóa và biến thành quái vật. Rồi mình đã tới cái Burial Ground. Đó chính là cái nghĩa trang đó các bạn. Nơi mà cô ta đang ở đây. Và mình đã thấy cô ta rồi. Tiêu diệt cô ta. Wow. Tao bị dính độc ghê vậy. Ô, cái vũ khí bị hỏng luôn à. Ủa, hơi cỡ thẳng đây. Rồi, sắp chết rồi. Hơi căng thẳng đây, bơm hết máu luôn. Căng thẳng thực sự. Hồ, chết cũng đẹp nữa. Chết cũng đẹp hơn ta nữa. Blood Raven. Hãy yên nghỉ đi. Blood Raven, hãy yên nghỉ đi. Rồi, cái nhiệm vụ tiếp theo đó chính là cứu học giả Dr. Ken. Nhiệm vụ của chúng ta là vượt qua cái hang động Underground Passage để đến tới cái vùng đất Darkwood và tìm cái cây tên là Inifus để tìm một cái cuốn sách mở ra cánh cổng để cứu học giả. Hiện giờ thì mình đang ở vùng đất Darkwood và mình đã tìm được cái cây Inifus rồi. Trong cái cây Inifus này có chứa một cái quyển sách. Đó là quyển sách mảnh giấy chứ, mảnh giấy Inifus. Có mảnh giấy này thì chúng ta sẽ quay trở lại 5 cục đá và tiến vào cái thế giới ở bên trong và cứu ông học giả Ducky Ken nha. Rồi, ok, mình đã trở lại Stonefield và đây là 5 cục đá. Quá đẹp nha. System. Mình tiến vào System. All that's left of proud Tristram are ghosts and ashes. Và cứu ông học giả Akka Ken. Ông đã bị nhốt trong một cái lồng ở đây. Rất là tội nghiệp các bạn. Đây. Cứu ông về. Đó, ông nói thank you mình đó. Rồi, nhiệm vụ của mình là đánh hết cái bọn quái ở đây. Ông đánh cũng được, mà cứ đánh đi. Ở đây còn một cái xác nữa các bạn. Ở đây còn một cái xác người có cái xương bò. Lụm cái xương bò để... À, cái này. Để vào thế giới đánh bò đó các bạn. Cái xương bò nè. Nhìn xíu ha. Và trước mặt chúng ta đó chính là tòa tháp bị bỏ quên. Và đây cũng chính là nhiệm vụ của chúng ta luôn. Các bạn có thể thấy trong cái map Black Mars này có một cái tòa tháp bị bỏ quên. Và ở bên dưới hang này á, có một tên trùng cũng tên là
Black Mass luôn, mình phải tiêu diệt nó. Đây, nằm đây nè. Hốt nó. Hốt nó mà mấy đệ. Cho mấy đệ tử hốt nó nha. Vào không được luôn á. Tức ngay cỡ luôn. Rồi, hốt nó. Ủa nó chết hả? Ủa, quá trời tiền luôn. Ở đây các bạn có thể làm tiền thoải mái. Treasure hunting. Treasure finding. Yes. Rồi, ở đây mình có một tí tiền rồi. Bây giờ mình sẽ gamble đồ nha các bạn. Mình sẽ gamble cái bao tay và đôi giày. Bởi vì bao tay đôi giày của mình cùi quá. Có thể cùng dây nịch cũng được. Thêm cùng dây nịch nữa cũng được. Có hai mấy ngàn rồi nè. Có đôi giày nè. Không ra đồ vàng. Shiba. Lỗ rồi, lỗ vốn rồi. Nó ra cái gì vậy? Ra đồ gì vậy? Lần cuối nha. Nghỉ chờ không chờ nữa. Còn 10.000 để dành. Game bộ nữa hết tiền luôn, thiệt luôn á. Không ra đồ vàng. Thì cô nàng Chassis này nói là có một cái bố ở tu viện Rogue mà đã làm mê hoặc cô ta, nhưng mà cô ta đã bỏ lại nó khi mà trốn chạy. Và bây giờ cô ta nhờ mình lấy lại cái bố đó. Và cái bố đó bây giờ đã được canh giữ bởi thợ rèn tên là Smith. Mình phải vào tu viện Rogue tìm hắn và tiêu diệt để lấy lại cái bố cho Chassis. Thì mình đang ở tu viện Rogue và trước mặt các bạn đó chính là thợ rèn Smith. Tiêu diệt thợ rèn mình sẽ lấy được cái bố. Thì để gặp được cái thợ rèn này á, các bạn vào cái tầng đầu tiên của nhà thờ Rogue luôn nha các bạn. Các bạn đừng có xuống hầm. Khi vào tu viện các bạn là tìm ngay tầng đầu tiên luôn là sẽ gặp để nhiệm vụ cho Chassis. Đó. Và cô ta sẽ thưởng cho các bạn một cái rèn nè các bạn. Các bạn có thể bỏ những cái item mà có cái chữ màu trắng vào và rèn nó lên thành chữ màu vàng chẳng hạn. Đó. Thì trước mặt của chúng ta đó chính là cổng chính của tu viện Rogue. Cái tu viện này đã bị thế lực bóng tối, thế lực bóng tối của Dark Wanderer xâm chiếm rồi. Bây giờ mình phải đi đến tầng cuối cùng của cái tu viện này và tìm là Andrew, đó là con trùm họ tiêu diệt của ta, để vượt qua cái màn một này nha. Rồi cái tu viện này kinh dị của các bạn, có xác em bé luôn cơ. Yêu kinh dị quá. À thì ra xác cũng nhóc nãy hả. Yêu. Rồi mình đã tới tầng 4 của tu viện Rogue. Đây là tầng sâu nhất rồi. Chúng ta sắp gặp trùm cuối nha các bạn. Trùm cuối là Andrew. Khi vào cánh cửa này chúng ta sẽ gặp trùm cuối. Ở đây không biết họ làm cái nghi thức gì mà ghê quá các bạn ơi. Mình cần nguyên một bể máu sát ngựa dưới. Kinh dị thiệt. Thì các bạn cứ để cho bộ xương làm việc được rồi. Chùm này là mấy bộ xương giết cũng được. Các bạn hãy sử dụng chiêu Iron Maiden. Iron Maiden bóp bọc một chùm. Ô, nè mấy cái đọc ra. Đó, sử dụng chiêu Iron Maiden bóp vào một chùm. Và đứng tạo xương thôi. Iron Maiden đó là chiêu phản đam nha các bạn. Khi mà con trùm nó đánh vào bộ xương đó, thì nó sẽ nhận vào 200% đam. Nhận thêm 200% đam. Rất là nhiều. Rất là nhiều. Đó sắp chết đó. Rồi chết rồi.
Mà một đã vượt qua. Hỏi này đi. Rồi. Chảy hết, chảy hết. Ồ, nhìn cái ghế ngồi của nó kìa. Hay thật. Như các bạn cũng đã thấy thì cái ngôi làng Tristram này bây giờ chỉ còn lại là một cái trại tị nạn nho nhỏ thôi. Nhưng mà mình cũng đã tiêu diệt được chùm cuối Andrew để giải thoát cho cái ngôi làng này. Và nhờ vào sự giúp đỡ của anh chàng Warif trong ngôi làng này, anh ta sẽ đưa mình tới cái sa mạc gọi là sa mạc Aeronauts. Đã có rất nhiều điều thú vị và hấp dẫn trên cái sa mạc này ha. Còn bây giờ thì mình xin tạm ngưng cái video của mình tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở sa mạc Aeronauts. Finally the journey ended. We climbed the last bridge. We made camp there last night. I slept. However, the dreams returned there to wrestle with the demon for all eternity. Now you know what I seek, Marius. This is my brother.